Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Văn Đại Vlog của mình nha. Các bạn có thấy cảnh đẹp không? Mát mẻ quá. Đấy. Hôm nay mình sẽ lấy cái view này để là nói chuyện với các bạn luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ tâm sự những câu chuyện trong mùa dịch nha các bạn. Thì có những câu chuyện mà mình thấy là dân mạng rồi các anh hùng bàn phím rồi ném đá dữ dội, rồi bình luận hết sức là, nói chung là cảm giác là mạt sát người khác hay lăng mạ người khác. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái câu chuyện, kể một vài cái câu chuyện trong mùa dịch nha. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện về từ thiện nha các bạn. Từ thiện có nghĩa là mình nói về câu chuyện người đi từ thiện á. Thì cái này mình phải nhấn mạnh với các bạn á, từ thiện đó là tự nguyện nha các bạn, không ai ép buộc người ta hết. Cho dù người ta có giàu cỡ nào đi nữa thì người ta cũng làm bằng cái sức lao động người ta, người ta kiếm tiền trên cái sức lao động người ta. Nên xã hội không ai bắt buộc, không ai bắt buộc ai là phải đi từ thiện hết nha. Và cũng không ai bắt buộc là nghệ sĩ là phải đi từ thiện hết. Đấy. Mình nói thẳng luôn là như vậy, bởi vì cuộc sống này là chúng ta sẽ có những người nghèo, sẽ có những người giàu, sẽ có những người khó khăn. Tất nhiên từ thiện là một hành động đẹp, hành động cần được tôn vinh. Nó cần được tôn vinh. Nên là mình sẽ nói về cái vấn đề, về cái chủ đề là người đi từ thiện á. Thì một số cái ý kiến trái chiều á, tại sao nói nghệ sĩ này là không đi từ thiện, nghệ sĩ kia không đi từ thiện, từ thiện ít, từ thiện nhiều, từ thiện đến PR hình ảnh. Thì cái này mình đã nói rồi, cái cách vượt qua cái vấn đề về những cái ý kiến trái chiều trên mạng xã hội thì mình đã nói cái video hôm qua rồi. Hôm nay mình sẽ nói sâu về cái vấn đề là người đi từ thiện nha. Người đi từ thiện là chúng ta phải hiểu như thế này nè. Người ta có điều kiện, người ta dư giả thì người ta sẽ đi giúp đỡ những cái người khó khăn hơn, giúp đỡ những cái người nghèo khổ hơn họ. Thứ nhất là để tạo cái phước đức cho bản thân họ. Cái thứ hai là để tạo cho một cái động lực cho những cái người nghèo khó trong cuộc sống, người ta có một cái động lực trong cuộc sống, người ta không bị lẻ loi dưới cái cuộc đời này. Đó là một hành động rất là tươi đẹp, rất là đẹp đẽ, mà mình hôm nay mình rất là tri ân những cái người mà đã có những cái tấm lòng vàng như vậy. Nhưng nếu người ta không từ thiện á, thì mình nghĩ là người giàu á, người ta đã vốn dĩ đó là tốt rồi các bạn. Tốt ở lý do gì các bạn? Tốt là vì người ta sẽ không phụ thuộc vào xã hội, không phụ thuộc vào người khác, không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác, sẽ không là gánh nặng cho xã hội này. Cái thứ hai, người ta sẽ đóng thuế, đóng những cái thuế thu nhập cá nhân hay là đóng những cái thuế để giúp ích cho cái đất nước này phát triển hơn. Đấy. Nếu các bạn nhìn sâu ra thì nếu đất nước ai cũng giàu có hết thì đó là một đất nước cực kỳ phát triển nha các bạn. Chứ không ai mà đi trông cho nhiều người đi từ thiện rồi nhiều người nhận, để đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm nha. Hòn Nghe hả? Hòn Nghe anh chạy thẳng ra đây rồi anh gặp ngay cái chỗ đường rầy á, là anh quẹo tới trái, anh đừng quẹo phải, rồi trái là Hòn Nghe. Dạ. Đối diện đó là cái nghĩa trang. Nên là người giàu thời nay nó sẽ rất là tốt đẹp nha các bạn, chứ không phải người giàu mà sống trên bóc lột sức lao động như ngày xưa các cái chế độ phong kiến, các cái chế độ quân chủ lập hiến đâu. Bởi vì mình nhớ mãi cái câu nói của bạn Mai Phương Thí, nói đại gia thì có gì sai, đại gia thì có gì xấu, đại gia là người mang lại hàng ngàn công việc làm cho người khác. Người ta phải rất là giỏi người ta mới có thể giàu. Chính vì vậy nên đừng mong chờ vào từ thiện nha. Và xin đừng ném đá những người từ thiện, bởi vì nó sẽ rất là thiếu đạo đức nha các bạn. Vì chúng ta nếu không làm được gì cho xã hội thì chúng ta nên làm im. Chúng ta không đi từ thiện thì chúng ta nên làm im, và chúng ta đi từ thiện thì chúng ta tốt nhất cũng nên làm im đi. Những cái điều nó tốt đẹp thôi. Còn nghệ sĩ á, vốn dĩ người ta đã nổi tiếng rồi, nếu người ta đi từ thiện, người ta quay phim lên, người ta quay video lên thì cũng có gì sai đâu các bạn. Đó là một cái cách để người ta làm marketing cho người ta thôi. Nhưng người ta đâu có sống trên cái
sự nghèo khổ người khác đâu, đó là xuất phát từ cái tấm lòng của người ta. Nên chúng ta đừng nên ném đá về cái điều đó. Cái góc nhìn đầu tiên á là về cái vấn đề người đi từ thiện, và cái góc nhìn thứ hai hôm nay mình làm video này có cái góc nhìn thứ hai là cái góc nhìn về người đi nhận từ thiện nha các bạn. Thì hôm nay mình thấy mạng xã hội có chia sẻ một cái vấn đề, có một số người ăn mặc đẹp đẽ rồi đi tới nhận gạo rồi thế này thế kia, thì các bạn chửi bới rất là nhiều trên cái mạng xã hội. Thì mình nghĩ điều này nó thực sự là nó là không đáng nha các bạn, và nó không, nó chưa chắc đã đúng đâu. Mình không dám nói là không đúng, nhưng mà nó là chưa chắc đã đúng. Bởi vì người xưa có câu á, đừng nhìn mặt mà bắt hình dung, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét một con người. Biết đâu đó trong những người ăn mặc lịch sự đó người ta cũng rất là khó khăn các bạn. Chẳng lẽ người ta phải đi gào thét lên là tôi đang khó khăn, tôi khổ, hay là phải ăn mặc rách rưới mới là nghèo khó hả các bạn? Điều đó nó không đúng nha. Bản thân mình thật sự mình cũng phải đi làm việc, mình cũng phải rất là khó khăn, nhưng mà mình phải ăn mặc cho lịch sự để làm sao? Đó là một cái bộ mặt khi mình làm việc với khách hàng. Chứ mình đâu có giàu có gì đâu. Tại sao người ta lại ném đá những cái người ăn mặc lịch sự mà đi nhận từ thiện? Từ thiện này cái người cho á, mình nghĩ cái người cho là người ta ít khi mà suy nghĩ tới những cái điều đó nha các bạn. Bởi vì cho đi thì đâu cần nhận lại, cho đi là một cái việc làm tốt đẹp cần phải được xã hội tôn vinh, và người ta cũng không có mong, người ta chỉ khuyên là những người thực sự không khó khăn thì đừng nên nhận. Nhưng mà cái số mà những người thực sự không khó khăn á đến nhận á, mình nghĩ hiếm lắm, số đó rất là ít. Bởi vì sao? Chả ai mặc giày, chả ai đi bỏ hết cái danh dự của mình để đi nhận những cái đồ từ thiện đó các bạn à. Trong khi mình làm việc được, mình còn làm việc được, mình còn sức trẻ, mình còn rất là nhiều thứ để có thể kiếm tiền được, thì người ta phải bỏ hết những cái thứ đó để người ta tới nhận được 1,5kg gạo, hay là vài gói mì tôm, hay là vài cái trứng. Thì các bạn phải đặt mình vào cái vị trí người ta đây, biết đâu người ta đang rất là khó khăn nha các bạn. Có thể người ta đi một chiếc xe đẹp 40-50 triệu, nhưng cái lúc đó là cái lúc chưa khó khăn, lúc chưa xảy ra dịch thôi, công việc người ta nó ổn định. Có thể chiếc xe đó người ta mua góp sao các bạn? Sao các bạn biết được? Mình không sống trong gia đình người ta, không sống trong cuộc đời người ta, mình sẽ không bao giờ biết được người ta khổ hay người ta sướng. Nên đừng vội phán xét, đừng làm những con người như vậy á, người ta càng tự ti hơn. Đừng làm như vậy, bởi vì cái từ thiện vốn dĩ nó đang tốt đẹp thì các bạn làm nó xấu đi. Nó xấu đi, nó không còn tốt đẹp như cái vốn dĩ mà cái mục đích ban đầu của nó làm nên nữa. Nên hôm nay mình làm video này để nói lên, để gửi tới những người người mình sẽ liệt người nhóm người này vào cái nhóm người thứ ba, đó là nhóm người gọi là chưa đủ cái nhận thức nha. Mình không dám nói về cái nhóm người anh hùng bàn phím, trong đó sẽ có nhóm người thứ ba và thứ tư. Thì gửi đến những người mà nhận quà từ thiện á, thì nếu các bạn không thực sự khó khăn thì mình nghĩ là không nên nhận. Còn nếu các bạn thực sự khó khăn, các bạn cứ đến nhận, không có gì phải ngại hết. Mình nghĩ cái hiệu ứng đám đông á, hùa theo số đông á, nó là một cái thói quen và một cái cố hữu trong cái suy nghĩ của chúng ta rồi. Chính vậy nên khi bị ném đá thì sẽ xúm nhau ném đá thôi. Mình chỉ nói lên một điều như thế này nè. Người đưa từ thiện á, cũng đáng được tôn vinh, mà người nhận từ thiện á, đáng được cảm thông. Từ thiện là một hành động đẹp, quá tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi hết. Ngay cả đạo nào cũng vậy thôi, cũng sẽ tôn vinh cái điều đó thôi. Nhưng mà cái vấn đề người đi nhận từ thiện thì người ta cũng không xứng đáng để nhận được những gạch đá như vậy các bạn. Người ta đã bỏ hết danh dự, đã bỏ hết mọi thứ thì chứng tỏ người ta phải khó khăn. Mình khẳng định với các bạn, không phải 100 người đến ăn mặc lịch sự đến nhận quà thì sẽ có 100 người khó khăn, nhưng mình nghĩ trong đó phải 80% họ đang khó khăn thực sự các bạn à. Nhưng người ta không gào thét lên, không kêu gọi, rồi không la lết để gọi là nhờ những cái đồng xin từ người khác. Nhưng đây là người khác tặng thì người ta sẽ nhận thôi. Người ta vẫn giữ được một chút gọi là danh dự cuối cùng của con người họ, thì hãy để cho họ.
vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Ở cái giai đoạn này mình thực sự cần chia sẻ, chứ không phải là cần lên án hay là tố cáo các cái vấn đề nó không đáng như vậy. Mình rất là mong muốn ai xem được video này của mình có những cái suy nghĩ tiêu cực về những cái người đó thì mình nghĩ nên bỏ đi nha, để cái xã hội này nó tốt đẹp hơn. Nếu các bạn có thể từ thiện nữa thì quá tuyệt vời rồi đó. Nói chung là mình ủng hộ những cái từ thiện mình thì mình chả có gì để từ thiện các bạn. Thật sự mình đang rất là khó khăn luôn, nhưng mà khó khăn thì mình cố gắng, chứ không phải đi gào khóc, đi gào thét với thiên hạ làm gì nha. Mình chỉ gào thét với những người gọi là yêu thương mình thực sự, chứ không ai đi gào thét với một cái nó không có trân trọng mình thì mình gào thét làm gì đâu, nó không có giá trị nha các bạn. Thôi hôm nay mình làm video đến đây thôi, mong sẽ chia sẻ được phần nào cái suy nghĩ của những người đến nhận từ thiện mà bị ném đá các kiểu. Thì rất là mong muốn các bạn hãy cố lên, chúng ta hãy cùng cố lên để vượt qua cái đại dịch này các bạn. Này là đại dịch lớn toàn cầu và số lượng người tử vong đã vượt con số 95.000 người rồi. Rất là mong muốn mọi người cố gắng nha. Mình cũng cố gắng từng ngày chứ mình giờ cũng rất là khó khăn nha các bạn. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.